Con sông này, Sao? cái con sông này đó là 10 thước á, bề ngang 10 thước á. Thì bên trong vừa theo cái vùng này thì nó mới trúng à. Trúng. Và có con sông lớn, rồi có đất ở dưới sông á, đất xình non á, bồi gốc dừa, nó mới trúng dừa. Chứ dừa, cây dừa ta truyền thống của mình á, đừng nên xài phân hóa học, không được đâu. Không Cái hay. phần gì? Phân hóa học á, tức là phân chuyên dùng cho khoa học á. Còn mình xài phân hữu cơ là phân gì? Phân hữu cơ là Bên đây nè. phân cứt bò đâu đó, Cứt rồi gà đó hả? cứt gà đâu đó, Phân heo, phân trâu bò gì phân cũng được. heo bả cá gì cũng được hết trơn á, Thì nó sẽ bền. bền bền bỉ, thậm chí là không xài, đem đất bùn đường bùn non với mương lên là bồi gốc là bền bỉ nhất. Thì Không là hơi tốn tiền chút. tốn tiền công mình thôi, mình gác công thôi nhưng mà ăn bền bỉ. Ông bà mình hồi xưa đâu có xài phân hóa học, bò gốc dừa sống hoài thấy ông bà mình xưa trồng dừa có miếng phân nào, ta có miếng phân nào đâu, tại thời mình đi theo cải cách mới giờ có phân. Thực tế em cũng đi theo ông bà Em dắt anh xích rồi đẳng chút coi. nè, em cũng đi theo theo gót của ông bà mình, Nhưng mà sao cái gót bị hư rồi nè? gãy gót hư Nè chính. Thì mình phải xài giờ mày nè, chính. Mình xài phân hữu cơ là tránh. tạo phân hữu cơ là tránh, nhưng mà nói chung ra cũng không có cần để đi mua phân hữu cơ cho nó cực nữa, có xịn non bò gốc là ok, ngon lành liền. Giống như cái mùa nắng á, là mình kiếm xịn non mình đắp lên. Xịn non đắp lên rồi mưa xuống nó nở đất ra, nó khô là cái mưa xuống nó nở đất ra liền, Thì nó không bị phèn nữa không có bị phèn, không có gì hết á. Chỉ có mùa mưa dầm thì mình không nên. Mùa dầm thì cũng vẫn làm được, nhưng mà đất nó trôi uổng, có mưa xuống đất trôi uổng, nhất là ra Tết. Thí dụ ăn Tết mình ra Tết là mình đưa bùn non lên mình bồi gốc hết cho nó ngậm cái sức non, cái sức bùn nhão đó, rồi từ từ nó khô rồi mưa xuống nó tơi đất ra. Nó tơi đất ra, cây dừa nó đâm bộ rễ mới nó mới tốt, bồi chừng nào bộ rễ mới chừng đó nó có thằng đó, rồi bộ rễ mới nó mới nuôi lưỡi mèo được. Nó có lưỡi mèo, nó có trái qua năm suốt tháng, nó đâu có đứt lưỡi mèo. Với lại mình trồng cây dừa, mình hái dừa dừa nạo dừa uống nước á, cây dừa mình nó không bị suy, nó không bị suy, cây dừa để dừa khô sai quá nó suy. Gì Nó suy. Nhưng mà tại sao có một đợt khoảng thời gian trước đó, người ta hỏi dừa giống mà cái giá cả của chính so với người ta thì cao hơn hay Cao là cao sao? cao gấp đôi, bởi vì cái giống dừa em Của em kia thời điểm đó là bao nhiêu, ngoài thị trường là bao nhiêu? Em nhắc lại coi. ngoài thị trường 40.000, mà thời điểm đó là em phải bán 70.000, bởi vì giống dừa của em là giống dừa mỏng da sai trái. Mỏng da mà loại ta trái nó bền, thành ra trái dừa xiêm thì nó rẻ lắm, trái dừa xiêm 30.000 cái giống người ta cũng bán vậy. Cho nên mình giá cao, cho nên Giá người cao ta thấy người ta nhót thì nhót ruột người ta không mua. tao không mua Giống như là như anh á, thì làm một cái kênh YouTube cho Quốc Thịnh Vlog, mà anh chỉ em là giống như anh giá mắc giống như anh cò mồi sao, giống như anh ăn tiền đồng, Nhưng nhưng mà mà thật sự có không? không Có nhà này, anh nhìn đây nè. không có, bởi vì vậy là em bán một cái dừa giống cho ta thì có thể 1,5 tháng em lại tới vườn ta em chăm sóc cái dừa cho người ta, Chứ không phải là bán nước đuôi. không phải bán nước đuôi. À. Có thể cái vườn người ta trồng thì em lại em mua trái dừa nạo lại cho người ta, À. mình bán cái giống mà mình mua mua lại cho người ta, thành ra từ cái chỗ đó mình mới bán mắc, mắc là lấy đồng tiền hay đổ xăng nặng đi chăm sóc cho người ta. Mình đi tới vườn người ta rồi mình chăm sóc giùm người ta chứ mình đâu được lấy tiền người ta nữa. Rồi Thành ra mình bữa bán. nay là 9 tháng 9 2024 thì cái giá dừa khô cả này nghe nói như có giá ha. Bữa thì, tôi gặp cái chú kia chạy thì cái tàu hả, thì có giá thì nó cũng 10.000 trái, 7-8.000 thôi. rồi chứ có đỡ thì quá rẻ. Và mình nói mình bán Bây giờ chín dừa khô, đọc cái số điện thoại của chín dừa khô lại, dòm dòm đây nè. 098 Rồi, đây nè, dòm đi. 098 3623 442. Gặp chín gì? Chín dừa khô. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn lời chia sẻ của em nha. Mình bán cái giống cho ta rồi mình phải bán gấp đôi. Thị trường 40.000 phải bán 80.000. Tại sao? Mình chăm sóc cho người ta, mình lấy đồng tiền 40.000 đó chạy hoài chăm sóc đổ xăng hoài cho người ta, khi vừa có trái mình mua cho người ta. Rồi. Chỉ kỹ thuật đựng sâu cho người ta, đừng có ăn đuông ăn, người ta mới trồng được. Rồi. Bán đứt đuôi không rồi giao phó cho người ta rồi sao, rồi là mình dối hơn đó. giống giống như dắt con bỏ chợ là được Dắt con bỏ chợ về sao được, ha. đúng không? Bán cây giống cho người ta rồi hàng tháng đó, phải đi lại coi cây dừa tay như thế nào, diễn biến như thế nào, khi có trái lại mình mua cho người ta.
thì nếu mà mình để mình bỏ cái dừa ta lấy gì trái đâu mình mua, trái đâu mình mua. Và cái công của mình đó, tại sao mình bán gấp đôi, công của mình đổ xăng đi đó, mình đâu có lấy tiền người ta. Sở dĩ là nó mắc hơn người ta là mắc hơn người ta là vậy, 40 mình tới 70 80 gấp đôi. Nhưng mà hàng tháng mình chạy đi đâu có ai hiểu mình, hiểu rồi ta chạy bộ hả, chạy bộ đổ xăng chạy đi thăm ta, chạy bộ đâu có hao xăng cái giò thì bị xịt que thế rồi. Thì trên đây Quốc Thịnh cũng anh á cũng muốn chia sẻ với em một cái câu chuyện mà anh chỉ cho nhiều người. Dạ. Anh chỉ cho nhiều người mua dừa của em mà giá cả thì không được, anh cũng rất là buồn. Dạ. Anh không hiểu lý do là tại sao mà em bán không được. Dạ. Mà giống như người ta nghĩ là chắc anh gạt chỉ gạt. Dạ. Đặng mà không có tiền cò. Không có cò. Có cò kéo gì không? Không có. Anh định không có. Tại em bán mắc gấp đôi là lý do trách nhiệm em phải chăm sóc cây dừa cho người ta. Tức là bây giờ anh có đất, anh bỏ ra anh mua giống dừa của em sẽ lại chăm sóc cái dừa cho anh. Trong suốt thời gian 3 năm rưỡi anh có trái, em sẽ đem xe lại em mua dừa lại cho anh. Cũng như em là người mần mướn cho anh rồi đó. Mần mướn cho người chủ vườn đó rồi đó. Mần mướn một cái dây mần mướn và một cái dây chủ của một cái chăm sóc của miếng vườn đó. Cảm ơn. Chị chia sẻ nha.